Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức bán các suất tái định cư với giá hữu nghị, quen biết. Nhiều trường hợp tích góp sau hàng chục năm làm lụng vất vả lại bị lừa bởi khi nhận tiền xong, đối tượng nhanh chóng cao chạy xa bay. Ông Nguyễn Thành Như, ngụ phường 1 thành phố Cà Mau, đến cơ quan công an trình báo về việc ông bị lừa đảo. Với vỏ bọc bên ngoài là giám đốc công ty chuyên kinh doanh về đất đai, có cách ăn nói khá thuyết phục. Trong một lần tình cờ đề cập về một lô đất, người giám đốc đó giới thiệu có quen nhiều lãnh đạo, có thể mua từ 20 đến 30 nền, nằm trên những trục đường chính của thành phố, mặt tiền lớn, diện tích 5 x 30, với giá chỉ 400 triệu đồng một nền. Thế nhưng chỉ chia lại cho ông 10 nền do y còn để lại sử dụng. Để tạo lòng tin hơn, hắn còn dẫn ông đi coi vị trí và hứa sẽ đền gấp đôi nếu không thực hiện được. Hứa mua cho tôi là 10 nền, cho nên nó kêu tôi mua đưa cho nó là 300 triệu để nó chạy, nó tới lui, nó để nó mua. Thời gian mua thì có cam kết là thời gian 4 tháng là mua xong để thực hiện cái giao cho tôi. Nhưng mà quá trình là liên hệ mua thì quá thời gian 4 tháng thì không có thể mua được cái gì. Cũng gần giống với tình cảnh của ông Như, ông Trịnh Xuân Đào, cư ngụ phường 5 thành phố Cà Mau, nghe người quen giới thiệu về Châu Thành Nhân, cư ngụ tỉnh Hậu Giang, là giám đốc của một công ty lớn chuyên kinh doanh bất động sản, đang có trong tay nhiều lô đất có vị trí đẹp. Sau quá trình giới thiệu, ông Đào cũng mua được với giá chỉ khoảng 400 triệu đồng một nền tại khu vực vành đai đường Trần Hưng Đạo, rẻ hơn gấp nhiều lần so với giá thị trường. Để bắt đầu hỏi ông á, thì ông cứ nói là cái thủ tục đó, thủ tục kia đang làm, nhà thì em đang thay đổi về cái thiết kế một chút, nhà vẽ theo kiểu mẫu của quy định. Nói thì nói vậy thì mình cứ theo chờ đợi vậy thôi chứ mình biết cái gì đâu. Mình đóng tiền vô đó thì mình chờ đợi đấy. Tình trạng lừa đảo bằng hình thức bán các suất tái định cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian qua diễn biến phức tạp. Với vỏ bọc bên ngoài là giám đốc, người quản lý công ty lớn về bất động sản tung ra các kế hoạch về việc phân lô, phân nền để bán cho người dân với giá rẻ. Sau khi nhận tiền, lại bắt đầu chiêu trò trễ hẹn và bỏ trốn. Sau quá trình thu thập thông tin từ các bị hại và chứng cứ vụ việc, công an bắt giữ Châu Thành Nhân, sinh năm 1962, ngụ phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huỳnh Châu. Các bị hại trong các vụ lừa đảo bằng hình thức bán suất tái định cư chính là việc thiếu thông tin, chưa tìm hiểu rõ, chính xác trước khi đầu tư, mua bán đất nền tại các tuyến đường, khu, quy hoạch, dân cư.